Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2022. Như thường lệ là giờ này, quý quyến thuộc cùng tôi bàn luận, chia sẻ, triển khai cái tác phẩm Khóa Hồi Lục của vua Trần Thái Tông. Hôm nay là kỳ thứ 13 và huynh đệ mình đang đi ngang cái văn khuyên khoát Bồ Đề Tâm. Vậy thì các vị hãy cố gắng, sở dĩ cái bài nó đơn giản mà nó rất là dài và tôi phải giải thích rất là nhiều kỳ. Bởi vì quá nhiều cái tích truyện, mà nhất là cái tích truyện mà nói về ngài Hàng Hàng Vũ và ngài Đại Điên này. Cho nên là vậy, mà các vị đừng ngại học, chỉ sợ ngại lo rằng là tôi không đủ cái kiến thức để trao truyền cho các vị mà thôi. Chứ còn các vị cứ nghe. Thật sự thì có nhiều khi ta nói cái người nói nó không có mệt mà người nghe nó mệt. Nhưng mà thật sự là người nói như chúng tôi nó mệt lắm, chứ đừng nói không mệt. Mệt lắm. Cho nên các vị đừng có ngại ngùng gì ông học nha. Hôm qua tới bây giờ tôi có một chút xíu nỗi buồn là mấy tuần nay trong dạ cứ bồi hồi nôn nóng muốn đi thăm bà cụ người hàng xóm, đó là bà cụ Linda, mà không biết sao trong dạ cứ muốn đi thăm bà, vậy mà cho tới ngày hôm qua mới được đi. Thì mới vô nhà dưỡng lão thăm thì mấy hai bà đã mãn phần. Làm người trước cảnh tư biệt sinh ly, giàu rằng ngôn ngữ nó bất đồng, màu da bất đồng, nhưng mà có cái tình. Ngày nào bó thì cũng là cái người hàng xóm. Rồi sau khi cụ ông bị tai biến, đưa vào nursing home, rồi cụ bà cô đơn một mình với con chó CC, rồi tôi cũng gọi là đem về bà về. Đầu tiên thì cơm nước cho bà ở bên nhà của bà, nhưng mà dần dần rồi thấy bất tiện, cho nên là có một thời gian cũng đưa bà về sống bên này. Tới khi bà bị tai biến thì mới đưa bà vào viện dưỡng lão luôn. Tôi nhớ cái hình ảnh là một buổi chiều tối nọ, bà ôm con chó và ngồi bà khóc. Và tại vì nhiều người nói quá, nhiều người cứ nói rằng là người Mỹ nó không phải như người Việt. Nếu như lỡ mà bà có ăn uống cái gì mà nó không tiêu, trúng thực, bà bị đi cấp cứu, thì có thể là người nhà của bà họ xua mình. Họ xua mình, nghĩa là họ thưa mình. Họ đối thừa ngược lại mình. Thì định rằng Phật tử lo cho tôi, cho nên nhiều người nói ra nói vào điều này. Chắc là bà không nghe, nhưng mà bà thấy cái cử chỉ bà biết. Cho nên bà sợ tôi đuổi bà. Bà gọi bà khóc. Tôi rất cảm thông cho những cái hoàn cảnh mà số phận con người, nghiệp báo con người mà không có nhà,
ăn nhờ ở đậu, rất là khổ sở. Vì lý do đó mà hỏi lý do thì có người thông dịch lại cho tôi biết là bà nó tệ, bà thương con chó. Bây giờ bà không có tiền, bà lo cho nó, bà khóc. Thế thì đem con chó đi điều trị. Tôi nghĩ là trên dưới khoảng 100 đồng. Ai về đâu gần 500 đô la. Bà không có, tôi chỉ đưa, lúc đó tôi chỉ đưa cho bà mấy trăm đồng thôi, đâu có nghĩa mà tới khoảng chừng trăm. Ai ngờ đâu gần 500 đô la. Cho nên khi bà bồng con chó về, nó ăn cái giá như vậy, bà không dám bồng về. Bà lẩn quẩn nó tới rồi, rồi người đưa bà đi, nó kêu bà lên xe về, bà mới về. Cái hình ảnh này nó lưu luyến trong cái trí não của tôi. Tôi mới hiểu thân phận của một kiếp người. Lỡ vì một hoàn cảnh nào đó mình cơ hàn, mình thất thế, mình không có đồng tiền bát gạo là mình thiệt thòi ghê lắm. Đây là những cái bài học mà để tôi nhắc lại cho chữ quyến thuộc của mình. Tôi đành rằng sống cái cuộc đời này nó dư dả giàu có quá thì cũng khó mà tu hành, nhưng nghèo khổ quá thì nó càng bấp bênh nữa. Chi bằng mình hãy cố gắng gây cái nhân nào đó, cái phước nào đó, cái thiện nào đó, để cho mình đời đời, đời qua kiếp lại của mình đó, nó được dư ăn, dư giả, dư để. Để rồi không có những cảnh ăn nhờ ở đậu, bị đủ tới đủ lui, bị chữ xiên chữ xéo, không có đồng tiền những túi, lo âu sợ hãi đủ điều hết. Muốn được như vậy thì ngay là hiện tại này chúng ta học đạo, và chúng ta phải cố gắng trồng cái nhân lành. Có nhiều người làm việc rất tốt, nhưng chỉ một phút nào đó chúng ta đổ sông đổ biển hết, uổng vô ngàn. Các vị nhớ gầy nhóm lên một cái lâu đài nguy nga tráng lệ, người ta có thể mất một thời gian mấy mươi năm dài, nhưng cái kẻ vô tâm nào đó chỉ cầm một ngọn lửa đốt thôi thì nó rụi tàn chỉ trong một thời gian ngắn. Sáng nay khi tôi thức dậy thì tôi thấy cái Phật tử có đăng một cái câu khuyên chúng ta hãy cố gắng tử tế với mọi người. Hãy cố gắng tử tế với mọi người, nhưng đừng cố gắng làm vừa lòng họ. Đừng làm một thiên thần, chỉ cần làm đúng một cách, kiểu cách một con người mà thôi. Câu rất là tuyệt vời. Xin nhắc lại, hãy cố gắng tử tế với mọi người, nhưng đừng cố gắng làm vừa lòng họ. Đừng làm một thiên thần, mà chỉ cần là một con người cho đúng nghĩa mà thôi. Trong đời tử tế ai cũng tử tế, nhưng mà cố gắng làm vừa lòng thì tôi nói thật cái đại chúng, không thấy ai có thể vừa lòng được. Chúng ta có thể đóng tuồng, chúng ta có thể giả danh đạo đức 10 năm, 20 năm nào đó, chúng ta ngọt ngào, chúng ta tế nhị, chúng ta dễ thương một quá trình dài. Nhưng một ngày nào đó, một cái buổi trà dư tửu hậu, ta có thể nói một điều gì đó, nhắc tới cái tên của họ, cái danh dự của họ, cái bản ngã của họ, thì coi như đổ mất tất cả.
Vì vậy mà cái người quân tử luôn sống cố gắng sống cho tử tế với mọi người, nhưng đừng cố gắng làm vừa lòng họ. Bởi vì quân tử như thiện như thủy mà, nó như nước vậy. Nó vô hồ thì gọi là hồ nước, nó vô lưu thì gọi là lưu nước, nó vô thao thì gọi là thao nước, nó vô bồn thì gọi là bồn nước, nó vô tô thì gọi là tô nước. Năng khuôn năng nghiêng uốn khúc tùy hình. Cuộc đời này làm sao chúng ta làm vừa lòng những người chúng ta đã đi qua được, nhất là chư Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta tiếp tục học câu chuyện giữa Hàng Vũ và Hàng Vũ đánh lễ đại điên. Có câu này mình học mấy kỳ, Hàng Vũ còn đánh lễ đại điên. Kỳ rồi tôi đã chia sẻ tới cái đoạn mà Hàng Vũ bị lưu đày ha. Với Hàng Vũ bị lưu đày. Khi mà Hàng Vũ bị lưu đày thì các huynh đệ biết rằng là ông đau buồn lắm chứ. Bởi vì khi mà lưu đày từ Lạc Dương mà về tới Triều Châu á, thầy phải vượt qua ngọn núi Lĩnh, đi đến Lam Quan, đi ngang cái chỗ lạnh, cống mười hết. Lạnh tới mức độ mà làm cho gia đình của Hàng Vũ á phải ba mấy người chết. Mà lạnh cống mà gặp tuyết lớn, lạnh cống thì ngựa phải dắt bộ. Thì khi này thì có người cháu tên là Hàng Tương, là người cháu kêu bằng người chú, đến gặp ông để xin làm thơ bầu bạn. Thì bây giờ thì ông Hàng Tương thì có làm một cái bài thơ mà để muốn nói lên ông Hàng Bỏ này. Nhất phong triều tấu cổ trùng thiên, tiệm biếm triều dương lộ bát thiên, nguyện vi thánh minh trừ tệ sự, khẳng tương suy hữu tích tàn niên, vân hành tầng lĩnh gia hà lại, tuyết ủng lam quan mã bắc tiền, trê nhữ thử ư thử lai ân hữu ý, hảo vô ngô cốt hảo thu ngô cốt chướng giang biên. Thì có nghĩa là nhất phong triều tấu, có một cái phong thư mà dân tấu lên vua đó, gọi là cửu trùng thiên, một phân triều tấu cửu trùng thiên. Thế thì tiệm biếm triều dương lộ bát thiên, vô tình trình tấu một vị, tưởng đâu là vị minh quân, vị thánh quân, nhưng mà không ngờ là hảo thu ngô cốt chướng giang biên. Rồi là bây giờ cuộc đời bị lưu đày chỉ lượm lặt những hạt lúa thừa, bị đài mà chẳng do đâu bị đài, do nguyện vi thánh minh trừ tệ sự. Mình nguyện gì cái bậc thánh huynh quân mà dẹp đi cái tệ sự, đâu ngờ mà lụng bại đến tang thương. Ông than như vậy đó. Thì khi Hàng Vũ trên đường xuống về miền Nam suốt 2 tháng trường, thì đến được cái khúc giang thuộc cảnh quận Quảng Đông á, thì ông mới nhớ lại rằng 40 năm trước á, ông từng theo cả nhà huynh trưởng là Hàng Hội ở cái vùng đất này nè. 40 năm sau trở về lại đất cũ thì thật sự là anh cả chị dâu chết rồi. Đứa cháu Thập Nhị Lang và bà Lý Mẫu
cũng đều vắng bóng rồi. Ông có thấy cuộc đời này như không, đời người chữ đời người như không rõ ràng. Mới thấy đó, để rồi bắt đó. Nhau với cuộc đời như không, cho nên cái niềm cảm khái vô hạn, khát khao, có sự tĩnh mịch. Ông có làm một bài thơ: Ức tại như thời tùy bá thị, Nam lai kim chỉ nhất thân tồn, Mục tiền bách khẩu hoàng tương tục, Cựu sự vô nhân khả cộng luân. Có nghĩa là nhớ thở bé, gọi là ức tạc, như thời tùy bá thị, thở bé mình theo cùng chị dâu. Cho nên là bây giờ nao ra kim chỉ nhất thân tồn, bây giờ về tới nơi dòm tới dòm lui còn mình, trăm năm theo dọn về năm ấy, trăm người theo dọn về Nam, tâm sự chuyện xưa chẳng nói rằng, chỉ có mình đi suốt 4 tháng trường. Hàng bộ có tới Triều Châu, nhiệm sở của mình nhận chức, trước sau là 8 tháng đó, 8 tháng mới nhận chức xong. Cho nên như vậy mà tới cái mảnh đất này nó buồn tẻ, nó thô sơ, nó nghèo nàn, nó ít cái văn hóa, cho nên ngài lắc đầu. Nhưng trong vùng đất đó có thiền sư Bảo Thông, hiệu là Đại Điên, người thuộc đất đất Lĩnh Xuyên, cho nên cái pháp hiệu của ngài là Bảo Thông mà tự hiệu của ngài là Đại Điên Hòa Thượng. Thì căn cứ vào cái Triều Châu á, Triều Châu phủ ghi, phủ chí ghi chép á, thì trong năm đại lịch 766 Tây lịch á, đời vua Đường Đại Tông cùng với sư Dược Sơn Duy Nghiễm điều bái thiền sư Huệ Chiếu Tây Sơn làm thầy, lại cùng nhau du hành đến Nam Nhạc tham yết thiền sư Thạch Đạo Huy Thiên làm thầy. Thạch Đạo Huy Thiên là sinh vào năm 700 mà mất vào năm 790, 91 tuổi. Đại Ngộ Tông Chỉ, tất cả được mối pháp của nhà thiền Tào Khê, rồi sư Đại Điên á, ở bên dưới ngọn U Lĩnh Tháp Tháp Tây Tiều Châu làm một cái thiền viện tên là Linh Sơn. Ra vào mà có cọp á thì ông là kêu là phải phải kêu bằng trâu heo á. Thành ra các vị nghĩ rằng là cái thiền sư Đại Điên này á không phải vừa đâu, điên mà thông thả hiện tiền đó. Cho nên giờ tôi cần có những phút giây điên lắm. Mà con người đã điên rồi thì không có từ ai hết á. Cho nên giờ tôi thèm những phút giây khùng điên của tôi. Bởi vì chỉ có điên mới nói dám nói lên tất cả. Người tỉnh đó, họ nói sợ mất lòng. Người điên nghĩ sao nói vậy người ơi. Cho nên khi tôi cần điên lắm quý vị. Thì cái thời gian mà Hàng Vũ bị đày đến Triều Châu á, Hàng Vũ cũng nghe có thiền sư tên Đại Điên, cho nên ông này cũng cố tình, cũng muốn cà rỡn chọc phá, bởi vì coi coi mình nói cái lý đạo Phật thì có đúng không, mà sao mà bị đày như thế này, sao bị đày thế này. Cho nên mới gặp, khi mà ngài lên Linh Sơn thì những Linh Sơn là lễ Phật, thì mà gặp thầy trụ trì tại Đại Điên này, ngài mới đấu đấu hỏi chuyện. Hỏi chuyện sao mà ông bị đuổi, ông mà tướng ông làm quan lớn mà sao mà bị đuổi khỏi triều đình vậy. Thì ông Hàng Vũ này cũng nói thật à, dân chân thật thì cảnh nào cũng chân thật, dân điêu ngoa giả dối thì cái thứ đó nó chỉ lè trước thiên hạ trong một giai đoạn mà thôi, còn cái người mà tất chân thật thì cảnh nào cũng chân thật. Các chị nhớ vậy đó.
Thì khi gặp ông thiền sư Đại Điên này thì ông thiền sư hỏi cho ông lý do sao mà bị đày tới đây. Nay tại tôi dâng biểu, cũng nói thật là tôi dâng biểu nói với vua rằng là Phật là một trong những cái phép gọi là mọi rợ lưu nhập vào Trung Quốc qua từ thời hậu Hán, chứ thời thượng cổ xưa chưa từng có. Như vậy thì ông bà đó, người già đó, họ chết trước ông Đại Điên là 70 năm. Cho nên đó, các vị biết rằng là ông Đại Điên này coi như ông độ cho ông Hằng Vũ này. Ông Hằng Vũ này mới trình bày thật đó là tại vì á, tôi nói rằng Phật là một trong những phép của mọi rợ được lưu nhập vào Trung Quốc thời hậu Hán, chứ thời thượng cổ chưa từng có. Xưa hoàng đế ở ngôi 100 năm, thọ 120 tuổi, Thiếu Hạo ở ngôi 80 năm, thọ 100 tuổi, Chiên Húc ở ngôi 49 và 79 năm, thọ 98 tuổi, Đế Khóc ở ngôi 70 năm, thọ 105 tuổi, Đế Nghiêu ở ngôi 98 năm, thọ 118 tuổi, Đế Thuấn và ông Vũ cũng đều thọ cả 100 tuổi. Lúc này thiên hạ thái bình, trăm họ đều an vui, sống lâu 100 tuổi như vậy. Nhưng Trung Quốc chưa từng có Phật. Cái đó vua Tha cũng thọ 100 tuổi, cháu vua Tha là Thái Mậu thọ 75 năm, Vũ Đinh ở ngôi 459 năm. Vua Tha đó, là Thái Mậu đó, cháu vua Tha ở ngôi 75 năm. Vũ Đinh đã ngồi 59 năm xét xử, không có nói họ bao nhiêu tuổi, biết cái tuổi mà họ thọ ngôi đó. Chu Văn Vương thọ đến 97 tuổi, Vũ Vương thọ 93 tuổi, Mục Vương ở ngôi cả 100 năm. Nhưng lúc này Phật Pháp cũng chưa có truyền vào Trung Quốc. Rõ ràng không phải nhờ Phật mà được như vậy. Ý của ông biết cái biểu đó vậy đó. Bởi vì cái đời đường họ tin Phật. Cho nên nói rằng là 30 năm rước sương Phật một lần thì đất nước nó thanh bình, nhân dân an lạc, ấm no, mưa thuận gió hòa. Nhưng mà ông này ông đó không? Không phải. Ông cải bước lại dứt khoát, cỡ gì cỡ cũng cải. Mà cải có lý chứ không phải cải không có lý. Cỡ gì cỡ cũng cải à. Bị rõ ràng. Hoàng đế ở ngôi 100 năm, thọ 120 tuổi. Thiếu Hạo ở ngôi 80 năm, thọ 100 tuổi. Chiên Húc ở ngôi 79 năm, thọ 98 tuổi, vân vân. Để các vị biết như vậy đó. Nhưng mà tại sao mà từ ngày có Phật thì ông cho rằng không có gì hoàng đế đâu sống bền hết đó. Đây là học chưa tới. Cho nên nói sớm nó bị tai họa, học chưa tới mà nói ra sớm bị tai họa. Thành ra trở lại cái vấn đề đó là Chu Văn Vương ở thọ 97 tuổi, Vũ Vương thọ 93 tuổi, Mục Vương ở cả ngôi 100 năm, nhưng lúc này Phật Pháp cũng chưa truyền vào Trung Quốc, rõ ràng không phải thờ Phật mà được. Thời Hán Minh Đế mới có Phật Pháp. À, ông khẳng định là chỉ thời Hán Minh Đế mới có Phật Pháp, là năm 667 trở về sau này nè mới có Phật Pháp. Mà Minh Đế thì chỉ ở ngôi có 18 năm, sau đó thì liên tục loạn lạc, vận nước thì ngắn ngủi, đời Tống rồi Tề rồi Lương rồi Trần rồi Nguyên, Nguyên về sau á bà Phật càng càng coi như là nghiêm cẩn. Chỉ có Lương Lương Vũ Đế ở ngôi 48 năm và ba lần muốn xả thân cầu Phật. Tế Tự Tông miếu không quyết sinh vật, ngài ăn một bữa chỉ ăn rau dưa, sao bị hầu cảnh bức ngặt chết đói ở Đại Thành. Đất nước cũng diệt vong, thì thờ Phật cầu phước trái lại bị tai ương. Thì từ đó ta xét đủ thấy Phật không đáng tin. Cao Tổ mới nhận ngôi
Nhà Tây bèn liền bèn dẹp trước đi, vân vân. Ông đưa ra những cái điều. Thì sau khi ông nói chuyện với ngài ngài Đại Điên vậy đó, thì Đại Điên cũng cho rằng ông là người ngỗ ngược, đòi là đáng chết. Nhưng nếu ông trong lòng không ôm thì chí trung không ôm thì chí trung thì đâu dám nói như vậy. Cho nên mong bệ hạ khoan dung để sau này có người còn đánh can gián nó mới tha, chứ không một cái lý với Phật hoài. Thì khi mà Thiền sư Đại Điên hỏi tình tự thì ông kể rất tình tự đấy, ông vậy vậy đó. Rồi Đại Điên mới nổi giận, cầm tờ biểu đưa cho tể tướng bảo Lâu Vũ ra chém. Bùi độ và thôi khuyên thôi quần mới can ngăn. Vũ nói năng ngỗ ngược, tội thật đáng chết. Nhưng nếu trong lòng không ôm chí trung thì đâu dám nói như vậy. Mong bệ hạ khoan dung để sau này còn có người đến can gián. Thì hàng đế mới nói rằng là đế nói ta phụng Phật thái quá, ông Vũ nói ta phụng Phật thái quá, tội ấy còn có thể dung tha. Còn như bảo rằng thiên tử từ Đông Hán về sau thờ Phật mới được, Phật đều bị chết sớm, Vũ là bề tôi mà không dám ngông cuồng thì chết yếu, lẽ đâu tha được, đâu tha được. Cho nên tôi nước của một đoạn ngày Đại Điên đó ở ở ở Nam Nam á, thì đàng hoàng ở đâu nói thẳng, nó có gió thổi thẳng. Còn ở miền miền Tây Bắc này á thì khó lắm. Vì vậy mà Vũ mới đáp rằng là trong bụng tôi đó, tôi biết là xưa nay tôi hưởng bổng lộc triều đình rất cách rất là ho tốt, vậy mà bữa nay tôi bị lưu đày hơn 8.000 dặm. Các chị biết 1 dặm là 1 cây số 6, mà hơn 8.000 dặm vượt qua biển núi, vợ con chết cả. Lúc đến Triều Dương gặp phải cá dữ sóng to, tai họa khôn lường, xương độc khí bệnh ngày đêm thất lạc, bệnh càng thêm nặng, tóc bạc răng rụng. Nay lại bị đày đến chỗ không người như vậy, mà sống này há giữ được bao lâu nữa chăng? Chứ bà nói vậy đó. Ngài Đại Điên mới rất thẳng thắn mà nói, lời thẳng thắn của ông trong triều là trung với vua, nhưng mà trung đó mà không 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 nhịn được, không đếm xỉa lời thẳng thắn của ông được. Hay là vì bản thân mình mà nói càng nó chạy theo thanh danh. Đó. Bác sĩ ông Đại Điên ông nói thẳng nghèo, nếu ngày nay á mình là Phật tử mà nghe ông này ông nói vậy thôi bye bye. Nhưng mà càng nói thì vua Lương Võ Đế càng suy nghĩ. Thế thì ông Đại Điên ông quất ngược lại hả? Ông nói ông cũng không vừa. Lời thẳng thắn của ông ở trong triều là trung với vua chứ không đối xử đến thân mình. Hay là vì bản thân mình mà nó càng để chạy theo danh. Nếu như mình thẳng thắn không đếm xỉa tới người thân, điều là ấy được dùng, nếu là ấy được dùng là lẽ tất nhiên, cớ gì phải ôm lòng giận mãi. Giận là mình nấu chưa có sắc sảo, mình nấu cho mẹ mình ăn thì được, nó bưng cái tô bưng cái việc mà đi vòng vòng để có lợi thì ai không muốn nói, còn nói có hại thì ít ai nói đâu. Như tôi vậy nè, tôi nói có hại là ít ai ưa. Hại cái gì? Hại để cho người mê tín họ thức tỉnh là vậy đó, là hại vậy đó.
còn nói mà sao mà cho ta mê mê ta đi vòng vòng đó thì đó là cũng là một hủ thủ thật. Thì Hàng Vũ mới nói là Chúa Thượng rước xương Phật vào đại nội, tôi cho Phật là phép tắc của mọi rợ, thời Tam Đại không có Phật, dân vận đất nước lâu bền, Tống Sơ Ngụy thờ Phật nhưng mà chết yểu rồi đất nước cũng loạn lạc. Tôi sợ Chúa Thượng bị mê hoặc cho nên không nghĩ đến bản thân mới ra ra dài sức bức bách như vậy. Đại Điên mới nói rằng nếu vậy ông nói vậy là sai rồi. Phật là bậc đại thánh che chở khắp loài người, đạo Phật thấu tỏ vạn vật mà lập ngôn, là Phật thấu cùng lý của tánh mạng. Do pháp của ta thì vướng vướng vào ác thiện, bỏ chân về ngụy. Phật đối với thiên hạ như cha đối với con, nhưng ông phỉ báng thì chẳng khác nào con lại đi giết cha. Cho nên nói một hồi thì ông quan này ông ngộ ra, ngộ ra. Cho nên nếu các huynh đệ thấy á, cái người mà có căn lành chủng tử chút ít rồi là mình nói là ta đúng là thời đúng người là ta ngộ ra. Còn mà người làm biếng làm nhát còn không có sự phò lực thì coi như là càng ngày là càng bị điên thêm là vậy đó. Thì giữa hai ông này đấu lý ghê lắm, đấu và cuối cùng thì ông thiền sư Đại Điên phải ngồi cho ông Tô Trung Hoa đảnh lễ xưng tán là bậc đại giác Thế Tôn, xưng tán bậc đại giác Thế Tôn và hiểu được đại giác Thế Tôn là ai. Vì lý do đó cho nên ông Đại Điên này được ông Hàng Vũ phải quỳ đảnh lễ. Hay xưa Phật ông chơi mọi rợ mà, nhưng mà nói có tình có lý quá, nó có trí tuệ quá, sắc bén quá, cho nên gia đình Hàng Vũ còn lại mấy người đã đảnh lễ ông Hòa Thượng Đại Điên này. Vậy mà mấy câu đó là Hàng Công còn đảnh lễ Đại Điên đó. Không có gì, nghe với cái pháp này phải nói chậm chậm vậy đó. Cái chuyện nó xa xưa, nó thấm lắm quý vị, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Tôi cố gắng tôi nói lắm, nhưng mà rồi hôm qua nay nó cũng có chút gợn buồn. Đồng thời là bữa nay mấy chú thợ lại giúp cho tôi sửa một vài cái chỗ dột. Nên định là nghỉ học bữa nay rồi đó chứ. Nhưng mà nó thôi để thăm hỏi một chút, để cho nó hết cái tích của thiền sư Hàng Vũ đánh lễ Đại Điên này đi. Chứ còn dài lắm. Mà cuối cùng là chỉ có đạo Phật mới khuất phục được cái người ngang tàn kia. Thật sự ra có cái người ngang tàn, nhưng mà ngang tàn người ta biết suy nghĩ chứ không phải ngang tàn có thuộc cái loại kém trí. Người ta ngang tàn nhưng mà rồi người ta suy nghĩ cái việc làm người ta. Còn có những người nó gọi là lưu manh mà dạy trên đạo đức trí thức đó, là khó thể có cái bề che đậy được lắm. Nó cái cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra là vậy. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta cái gì cái trước hết phải sống thật đi, hiền đi, nhân đức đi. Vậy mà các huynh đệ nhớ sống cuộc đời đó mình còn có cái nhìn sâu sắc, chứ không phải mình nhìn qua một khía cạnh nào đó. Tùy căn cơ, tùy cái trình độ mà mình thuyết pháp giáo hóa, mà làm sao mình dẫn dắt, mình lôi kéo ta ra khỏi đường mê chứ đừng để ta lôi mình. Vậy mà tôi sở dĩ tôi kêu gọi tinh thần tự chủ là vậy đó. Mình tự chủ lấy mình. Hoa sen thì từ dưới bùn ngó lên khỏi bùn, trồi lên khỏi nước, có nụ hoa và phải nở tròn, tỏa mùi thơm mát ngát đầy đủ trí tuệ, mới gọi là hoa sen.
Không phải cuộc đời này mình thấy cái đơn giản là đã đơn giản đâu. Dầu rằng mình thấy nó đơn giản để cho nó đơn giản. Lòng dạ con người thì nếu không dẹp được tánh hẹp hòi, ích kỷ, thì con người lại cố gắng ra sức gọi là lập công. Bởi vậy nói ra thì nghe nó dễ lắm, nhưng mà thật sự mà áp dụng vào cuộc sống thì không có chuyện dễ dàng. Thì hôm nay thì đó là hết cái tích. Và cuối cùng á, chính ông Đại Điên này phải dẫn ông quan ngang ngược này quay trở về với Phật. Chỉ có điên mới độ được thằng điên. Chỉ có đại điên mới độ được ngang tàn như hàng phủ. Chỗ này để nói là thành ra mỗi người đều quyến thuộc hết để người ta giáo hóa. Chỉ có điên, chỉ có giả điên giả khùng mới độ được cả nhân cả trí, còn không khéo thì độ hết, độ bậy hết. Mà nhất là xã hội ngày nay có khi phải đóng thầy tu, có khi phải đóng làm tên tướng cướp mới được, mới sống còn được. Hiền quá cũng không được, mà khổ quá cũng không được, phải trung bình, phải quân đạo, phải đạo nghèo, ở thân nghèo, đạo không nghèo. Thì nhắc nhở đại chúng vậy đó, cố gắng. Thì sao tôi sẽ giải thích rõ hơn. Bữa nay thì cho học ngắn ngắn chút vậy, tôi còn khách khứa, tôi còn thọ thiền làm, để cho tôi vơi đi cái nỗi buồn, cái sự mất mát ra đi của bà Linda giữa tình người với nhau. Cho nên hôm nay tôi nghỉ sớm một bữa, mong là đại chúng đọc tới đọc lui. Bởi vì học cái những cái bài thoại luận của người xưa là họ với chữ Nho vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin chúc lành đến toàn thể đại chúng. Mong rằng đại chúng cố gắng học tập